Ok, chúng ta sẽ tiếp tục. Đối thủ này là Siri à? Siri. Anh đã chịu thua. À không, anh đã bỏ cuộc. Đối thủ Mỹ, Elo 93. Thắng anh sẽ lên 2.000. Dịch luôn. Dịch luôn. Rồi, mình sẽ trồng xe ra. Lên tượng giữa. Bây giờ dí lên cho đỡ nguy hiểm đi. C. Tốt ăn lên. Vâng, CTC đánh rất chủ động. Về tượng à. Rồi. Đổi nốt. Lãi là đủ thôi. Xe mình đã chiếm hàng thứ bảy rồi, mình hơn một tốt, thế là quá đủ cho một chiến thắng. Vào giữ. Dí lên. Nói ra. Được đấy. Cờ đen nó bị dồn vào thế thủ. Thủ toàn tập. Đổi xe. Vâng. Lựa chọn khả dĩ nhất chính là đổi xe. Giờ mình sẽ mang vua lên đây và bắt tốt. Hay cứ giữ nhỉ, đẩy tốt phòng thủ trước đã. Vào đấy. À, nhưng mà đen muốn đẩy lên để tạo tốt thông. Không muốn đẩy đọt gì ở đây cả. Ý tưởng khá hay. Lên xe đấy. Vâng, CTC đang đánh rất chủ động. Ở đây nếu đen đẩy tốt lên mình sẽ chiếu. Vua ăn lên thì mình sẽ chiếu và bắt tốt. Một nước đổi tốt. Lừa lọc.
Vâng, anh đã đầy tốt rồi. Nước lừa lọc của ZTC. Đúng là như vậy. Đen đã mắc lừa. Đây anh lại còn không ăn tốt nữa. Thật ra đấy. Chịu thua luôn. Anh biết là có cố không thể thắng được. Vâng. Nên là như vậy. Đã quá muộn rồi. Chú xây lô cốt thì anh cũng xây lô cốt. Vâng, lô đánh quá nhanh của đen. Quá nhanh so với dự kiến. Xịt luôn. Nhập đã. Làm gì làm đi, ăn luôn. Dí này. Biến nào nhỉ? Vâng, những lúc chạy mã lòng vòng biến ảo của ZTC. Rồi. Biến nào không kém. Làm việc. Lấy bí thế nhỉ? Thế chứ? Bí thế chứ?